Quy Tự Lộc chào tất cả quý vị và mọi người. Thì ngày hôm qua nó đã cho về hiện tại rực rỡ may mắn và đã cho về hiện tại để 164 số 14 nó quay lên tiền quay rực rỡ hiện tại. Rồi thì để tiếp tục nơi thủ địa thần tài này để mà trở lại ngày thủ địa thần tài thì ai có điện tài tài là khoa tiếp tục để mà lên hư và không vài thể là tiếp theo. Rồi thì quý vị nào chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ và Facebook hoặc Zalo đó quá rực rỡ. Thì thổ địa thần tài đã hiển linh và phù hộ độ trì và cho tiền tài miền Nam 164 này đấy, miền Trung số 4. Thì tôi sẽ lên hương tiếp theo để mở khăn vai tại là ngày thổ điện tại này. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi. Đó. Nam mô Phật những ngày thổ địa liên quan thử hữu nhân tâm thả bàn quan thọ chính giáo đạo cao đức trọng mời ngày thổ địa thần tài phù hộ độ trì tiền tài rực rỡ ngay 25 tháng 8 này. Thì ngày thổ địa hiển linh đem đến rực rỡ may mắn tiền tài, thì để mà rực rỡ tiền tài thì xăm lọc luộc này. Nam mô Phật. Nam mô Phật ngày thổ địa liên quan thừa hữu nhân tâm thả bàn quan thọ chánh giáo đạo cao đức trọng. Thì sự tiền tài may mắn của ngày 25 tháng 8 thì ở trong thị xăm này rực rỡ. Nam mô Phật.
Rồi, thì xăm này đây rồi, đây ở phía dưới này. Đây là thị sâm ngày hôm nay, sự may mắn tiền tài rực rỡ ở trong thị sâm này. Và thị sâm này là sống 26, sống 2 thì ở trong thị sâm này đó. Thì xăm này 26 sống hài rực rỡ tiền tài. Thì xăm 26 sống hài rực rỡ tiền tài đó, ai tiền tài để mà tờ lễ ngài thổ đi thằng tài này. Nam mô Phật nhân ngày thủ lý liên quan thượng như tam tá bằng hoàng thọ chính giáo đạo cao đức trọng 10 ngày thủ điện tài để mà hiển linh, thì trong được thuốc này rực rỡ may mắn tiền tài thì để hiển thị trong đây rõ nét nhất của ngày ngày hôm nay đó. Và ngày hôm qua đã cho vào tiền tài trong được thuốc đấy quay lại lần lạc. Nam mô Phật. Thì để mà hiển linh tiếp tục ngày hôm nay thì sự may mắn để mà rõ nét nhất miền Nam, miền Trung, miền Bắc trong thuốc này. Quý vị xem chia sẻ và Phật Facebook hoặc Zalo, ai chỉ đăng ký kênh nhắm vào chỉ đăng ký màu đỏ phía màn hình để em theo dõi.
Rồi để trong trong lọc thuốc này hiển thị như thế nào ở của ngày hôm nay 25 tháng 8 này và rực rỡ rõ nét nhất, và ngày thổ địa hiển linh, thần tài hiển linh ở trong này ngày hôm nay may mắn như thế nào, và đấy thì anh muốn tham khảo trong đây và đem đến tiền tài rực rỡ thì một lát nữa này. Rồi, thì trong lọc thuốc này đã hiển thị rõ nét nhất. Đấy, quá rõ luôn. Đã rõ nét của ngày hôm nay. Đấy, đây nè. Và nằm có hai con số đây. Đấy, đây là số 3 này. Đây là số 3, đây là số 7 này. Đó, quá rõ. Thì thần tài thổ địa đem đến hiển linh số 3 và số 7, 37 37 đó, 37 trong lọc thuốc này đã hiển thị của ngày hôm nay 37 đây, chỉ hai thấy hai con số này. Ở dưới phía dưới này cũng có số 2 này. Hai ba bảy thì trong lục phút này đấy, 237 237 trong lục phút đã hiển thị của ngày 25 tháng 8. Rồi thì ai ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc tham khảo và đi đến tiền tài rực rỡ. Hai ba bảy thì trong lô thuốc này. Rồi thì trong lô thuốc đã hiển thị 237 37 đó, và ở sắp phía sau thì đồ thổ địa thiên tài hiển linh như thế này đó, quá rực rỡ, quá thiên tài. Thì ai có thiên tài để mà ủng hộ tỷ lệ chúc nhân đẹp, quý vị chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi và chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo thần tài thổ địa đi đến rực rỡ may mắn tiền tài. Thì ở trong thì sau này chưa biết thì để mà tham khảo. Chào tất cả quý vị và mọi người.